Nội đánh giá lại chất lượng chung cư cũ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến bố trí nguồn vốn ngân sách khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 để thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ chung cư cũ. Năm 2020, thành phố Hà Nội có khoảng 1.579 chung cư cũ, bao gồm 1.273 tòa nhà thuộc 76 khu chung cư và khoảng 306 chung cư cũ độc lập. Đơn lẻ chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960 đến 1994, một số ít xây trước 1954. Hiện nay Hà Nội đang tiếp tục công tác rà soát và cập nhật vào danh mục dự kiến thêm khoảng 200 đến 300 tòa nhà. Diện tích những căn hộ chung cư này thường nhỏ dưới 30m² hoặc 30 đến 50m² trên căn, quá tải số người, không đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng, nhiều hộ tự sửa chữa, cơi nới, lấn chiếm không gian, đồng thời do không được duy tu bảo trì thường xuyên, công trình và hạ tầng hư hại, xuống cấp, nguy hiểm kỹ thuật kết cấu công trình và an toàn cho người dân.